Nga thừa nhận có binh sĩ tự phong ở Ukraine. Người dân Nga đổ xô đi rút tiền đổi đô la Mỹ. Người Nga sẽ đối mặt hậu quả từ chiến sự ở Ukraine. YouTube, Apple, Google đồng loạt áp dụng hạn chế với Nga. F0 tăng nhanh, phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh chi tiền triệu mua kit test. Làm sao để mua được thuốc Monopiravir kịp thời? Nơi buộc có tòa, nơi vô tự bán. Ai chịu trách nhiệm vụ cano chở 39 người bị lật tại Hội An? Giá xăng tiếp tục tăng vào ngày mai. Hoàng Quy xin kính chào quý khán giả đang theo dõi một điểm tình trưa ngày 28 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Nga thừa nhận có binh sĩ tử vong ở Ukraine. Thú vị, mới đây quân đội Nga đã lần đầu tiên lên tiếng về việc binh sĩ của nước này đã tử trận ở Ukraine, kể từ lúc Tổng thống Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, không công bố con số cụ thể. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cho biết trên truyền hình Nga rằng sẽ trao trả các tù binh Ukraine, những người đã đầu hàng cho gia đình của họ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng ý tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp, hiếm hoi để thảo luận về vấn đề Ukraine vào ngày 28 tháng 2. Dự kiến tất cả 193 thành viên của tổ chức toàn cầu sẽ được trao cơ hội bày tỏ quan điểm của họ về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vào ngày 27 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết ông sẵn sàng thử đàm phán với Nga nhưng vẫn còn hoài nghi, trong bối cảnh các đại diện Kiev và Moscow đã chuẩn bị gặp nhau tại biên giới giữa Ukraine và Belarus. Hơn 100.000 người ở thủ đô Berlin của Đức đã tham gia một cuộc tuần hành để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhiều người biểu tình mặc trang phục màu xanh và màu vàng giống màu cờ với Ukraine. Các cuộc biểu tình khác cũng đã được tổ chức vào cuối tuần qua tại nhiều thành phố ở châu Âu như là London, Paris, Rome, Brussels, Vienna, Madrid và Sofia. Vào ngày 27 tháng 2, Liên minh châu Âu-EU đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, gồm đóng cửa không phận đối với máy bay Nga và cấm các phương tiện truyền thông nhà nước Nga phát sóng trong khối EU. Đồng thời, EU cũng đã tài trợ cho hoạt động mua và chuyển giao vũ khí, cũng như là các thiết bị khác cho Ukraine. Trong tuyên bố chung vào ngày 27 tháng 2, các nhà lãnh đạo nhóm G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ, đã cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga nếu Nga còn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. NATO đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã đặt lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động. Họ đã cho rằng điều đó là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Còn Tòa Bạch Ốc thì tuyên bố ông Putin là tạo ra các mối đe dọa nhằm để biện minh cho hành động gây hấn. Ukraine đã tuyên bố sẽ đẩy lùi binh sĩ Nga khỏi thành phố Kharkov ở phía đông của nước này sau khi xe bọc thép của Nga đã vượt qua hàng rào phòng thủ. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc đã cho biết hàng chục nghìn người đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở Ukraine, trong đó hầu hết đã chạy sang Ba Lan, với tổng số người tị nạn lên tới là 400.000 người. Những người khác đang tìm kiếm nơi trú ẩn ở Hungary, Romania, Moldova và Slovakia. Vào ngày 27 tháng 2, Mỹ cũng đã yêu cầu dân nước này không phải dạng thường trú nhân ở Nga và Belarus cân nhắc rời khỏi ngay lập tức, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không thương mại đã hủy chuyến bay và các nước đóng cửa không phận để phản ứng với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Hãng hàng không hàng đầu của Nga Airbus cũng đã thông báo sẽ ngừng các chuyến bay đến châu Âu sau khi EU đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga bởi vì hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Người dân Nga đổ xô đi rút tiền đổi đô la Mỹ. Thú vị, theo Bloomberg cho biết, do lo ngại đồng rúp mất giá sau hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhiều người dân Nga đã quyết định xếp hàng dài tại các địa điểm rút tiền để tích trữ ngoại tệ. Một số ngân hàng thậm chí chỉ chấp nhận đổi đô la Mỹ với tỷ giá cao hơn 1/3 so với mức đóng cửa vào ngày 25 tháng 2. Các chuyên gia kinh tế đã cho biết ngân hàng trung ương Nga sẽ sớm tăng lãi suất nếu đồng rúp trượt giá lên 100 rúp trên 1 đô la Mỹ. Mới đây, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã đồng thuận loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin tài chính SWIFT và đóng băng dự trữ cửa hàng trung ương. Bên cạnh đó, nhiều nước tại châu Âu cũng đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga.
Điều này có thể gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vận chuyển ngoại tệ vào nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với một nền kinh tế lớn. Do đó mà thị trường có thể xuất hiện một vài biến động trong phiên mở cửa hôm nay. Nhiều dấu hiệu đã cho thấy đồng rúp sẽ giảm mạnh và tỷ giá hối đoái giữa các ngân hàng bắt đầu có sự chênh lệch từ ngày 27 tháng 2. Cụ thể, ngân hàng Afra có tỷ giá là 1 đô la Mỹ đổi là 98,08 rúp. Ngân hàng Sberbank đổi 1 đô la Mỹ lấy 99,49 rúp. Ngân hàng VTB Group đổi 1 đô la Mỹ lấy 105 rúp. Ngân hàng Authority đổi 1 đô la Mỹ lấy 115 rúp. Trong khi đó, giá đồng rúp giao ngày đóng cửa ở mức là 83 rúp trên 1 đô la Mỹ trên sàn giao dịch Moscow vào ngày 25 tháng 2. Và tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo tăng nguồn cung tiền mặt cho các máy ATM để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Cơ quan này đã đồng thời bảo đảm nguồn cung đồng rúp không bị gián đoạn trong các ngân hàng khác. Song thông báo không đề cập đến khả năng hỗ trợ ngoại tệ và vấn đề trừng phạt. Alexandra Shchuklina, chuyên gia ngân sách tại Economic Expert Group đã nhận định rằng tình hình toàn cầu không ổn định, các lệnh trừng phạt và hạn chế nhắm vào ngân hàng trung ương chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Người dân đang vội vã rút tiền khỏi ATM, nhưng không mấy ATM nào có thể chịu được dòng người đua nhau rút tiền khỏi các ngân hàng bị trừng phạt. Người Nga sẽ đối mặt hậu quả từ chiến sự ở Ukraine. Thú vị, kể từ khi Nga đã tấn công vào Ukraine, cũng là lúc mà người nước này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội đáng lo ngại. Lalia Sedikova, người đã sở hữu một chuỗi thẩm mỹ viện ở thành phố St. Petersburg, Nga đã cho biết. Nhiều người bị sốc trước những gì đang xảy ra, từ việc giá cả thay đổi nhanh như thế nào, cho đến việc các nhà cung cấp ngừng giao hàng. Trong khi đó, nhà điều hành của DNS Dmitry Alexeyev, một trong những nhà bán lẻ thiết bị điện tử lớn nhất ở Nga đã cho biết, sự suy giảm nguồn cung đã buộc công ty ông đã tăng giá sản phẩm khoảng 30%. Điện Kremlin đang kiểm soát chặt chẽ thông tin trong nước về cuộc chiến ở Ukraine. Sự tàn phá về kinh tế và tình trạng bất ổn xã hội đã gây ra bởi cuộc tấn công này ngày càng khó giải quyết. Các hãng hàng không đã bị hủy chuyến bay đến châu Âu. Ngân hàng Trung ương chật vật xử lý khi nhu cầu về tiền mặt đã tăng vọt gấp 58 lần. Các nhà kinh tế đã cảnh báo lạm phát tăng, nguy cơ tháo chạy vốn và tăng trưởng chậm đối với Nga. Công ty dịch vụ tài chính S&P cũng đã hạ xếp hạng tín dụng của nước này xuống mức là rủi ro cao. Đồng rúp chạm mức thấp nhất từ trước đến nay. 1 đô la Mỹ hiện tương đương gần 84 rúp, trong khi cách đây vài tuần thì con số này là 74. Điều này đã khiến cho giá hàng nhập khẩu đã tăng vọt. Hãng hàng không lớn thứ hai của Nga cũng đã dừng tất cả các chuyến bay đến châu Âu sau khi các quốc gia này đã áp đặt lệnh đóng cửa, không phận đối với Kremlin. Đó là một dấu hiệu đã cho thấy người dân Nga sẽ không còn được di chuyển một cách dễ dàng và tiết kiệm đến các nước phương Tây như là trước đây. Lệnh trừng phạt mới nhất, loại Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, cũng sẽ khiến cho người dân và các công ty gặp nhiều khó khăn khi di chuyển và nhận tiền từ nước ngoài, đặc biệt là những công ty xuất khẩu dầu và khí đốt. Trước Nga, Iran cũng đã từng phải chịu lệnh trừng phạt tương tự vào năm 2012. Quốc gia này đã mất gần một nửa doanh thu xuất khẩu dầu và 30% kim ngạch thương mại sau khi bị loại khỏi WTO. Bà Sakina đã cho rằng Nga có thể sẽ phải chịu mức độ tổn thất tương tự, CBC đã đưa tin. Trong khi đó, nhà kinh tế Yevgeny Nadoshin, công ty tư vấn FP Capital Nga đã cho biết, cái giá thực sự của các lệnh trừng phạt sẽ là một sự phát triển lâu dài của Nga. Thu thập sẽ tiếp tục trì trệ và tầng lớp trung lưu của đất nước này ngày càng bị thu hẹp. Theo ông Nadoshin, nhiều nhà sản xuất ô tô và các sản phẩm khác sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu phương Tây cấm xuất khẩu công nghệ sang Nga. Vào ngày 24 tháng 2, hàng nghìn người đã kéo xuống các thành phố đến khắp đất nước Nga để biểu tình phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Trong đó có hơn 1.500 người đã bị bắt giữ. YouTube, Apple, Google đồng loạt áp dụng hạn chế với Nga. Thú vị, theo nguồn tin từ Reuters, YouTube đã vừa chặn hiển thị quảng cáo và tắt tính năng kiếm tiền đối với kênh chính thức của cơ quan truyền thông quốc gia Nga, RT. Ngoài ra, thì một số kênh YouTube khác của Nga cũng đã bị nền tảng này cho vào danh sách hạn chế tương tự sau những diễn biến gần đây của Nga và Ukraine. Fasad Shablu,
Phát ngôn viên của YouTube đã cho biết, nền tảng này sẽ giảm mạnh tần suất gửi hiển thị trên RT tới người xem, đồng thời chặn hoàn toàn tại Ukraine, theo yêu cầu của chính phủ. Đây được xem là một lời đáp lại yêu cầu của Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine, Mykhailo Fedorov, vào ngày 26 tháng 2, khi ông này đã đề nghị YouTube chặn các kênh tuyên truyền của Nga trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Trước đó, Facebook cũng đã dừng hiển thị quảng cáo của các cơ quan truyền thông Nga trên nền tảng của mình, trong khi Twitter thì cấm quảng cáo ở cả Nga lẫn Ukraine nhằm để bảo đảm thông tin khách quan. Ở phía ngược lại, Nga cũng đã hạn chế truy cập tới hai mạng xã hội hàng đầu thế giới. Dù chưa chặn YouTube, Moscow cũng đã từng đe dọa cấm luôn nền tảng này vì đã xóa hai kênh RT vào hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Ở một diễn biến khác, Google Pay và Apple Pay cũng đã bất ngờ loại một số ngân hàng Nga khỏi danh sách hỗ trợ, đã khiến cho nhiều người dùng không thể sử dụng thẻ của họ tại các dịch vụ này. Trong thông cáo báo chí do Ngân hàng Trung ương Nga đã phát đi, các cơ sở tài chính bị ảnh hưởng bao gồm VTB Group, Shopcombank, Novicombank, Brunvisa Bank, HDFC Bank. Ngân hàng của các ngân hàng này vẫn có thể sử dụng thẻ của họ trong nước, nhưng mức khả năng thanh toán quốc tế cũng như là thanh toán trực tuyến với các cửa hàng, dịch vụ thuộc quốc gia ban hành lệnh trừng phạt với Nga. Theo một báo cáo ghi nhận vào năm 2020, gần 30% người Nga có thể sử dụng Google Pay và Apple Pay chiếm 20%. Chuyển sang phần tin trong nước. F0 tăng nhanh, phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh chi tiền triệu mua kit test. Thú vị, chị Khánh Vân đã chia sẻ gia đình có 6 thành viên, mỗi tháng tốn từ 4 đến 5 triệu đồng mua kit test. Test nhanh cũng là một nỗi ám ảnh của con chị khi trở lại trường học. Chị mới là ngày thứ tư trong tuần, nhưng khi đón cậu con trai học lớp 2, chị Đào Kim Anh 32 tuổi ở quận Bình Thạnh đã thấy con ôm hết mền gối mang theo khi ngủ bán trú về. Hóa ra thì mới biết lớp có 3 bạn là F0, cả lớp sẽ học online trong một tuần sắp tới. Cả hai vợ chồng đều phải đi làm, chị Kim Anh đau đầu vì không biết nhờ ai trông con hộ trong thời gian bé cách ly tại nhà. Chị cũng không muốn mạo hiểm để gửi cậu qua nhà của ông bà vì con của chị đang là F1. Hiện có không ít bậc cha mẹ đang loay hoay tìm người trông con khi các bé phải cách ly tại nhà. Chưa kể là việc phải thường xuyên test nhanh cũng đã khiến cho gia đình phải chịu áp lực về chi phí mua kit test. Anh Mai Nguyễn Thanh Sơn, 38 tuổi ở thành phố Thủ Đức, cũng đã cho biết trở tay không kịp khi nghe con trai là F1 khi ngồi cạnh với bạn là nhiễm Covid-19. Con đang được tới trường, hiện phải chuyển sang học online. Trước đó, anh Sơn và vợ rất mừng khi nghe cậu con trai học lớp 1 cuối cùng cũng được đến lớp sau bao ngày mong ngóng. Tuy nhiên thì việc học trực tiếp chưa được diễn ra được bao lâu thì con trai của anh lại phải bị cách ly ở nhà. Vợ của anh Sơn đang phải xin làm việc tại nhà trong vài ngày để trông con. Sau đó thì anh đã tiếp tục đổi ca trực. Gia đình của anh cũng đã không muốn để con ở nhà một mình bởi vì cậu bé là F1 chưa được tự xoay sở được, đồng thời lo lắng con có thể trở thành F0. Trong khi đó, chị Hồng Phượng, 33 tuổi ở quận Nhất, đã phải nghỉ hẳn việc để cùng ở nhà với con bởi vì cô bé đã mắc Covid-19 sau khi đi học được hơn một tuần. Chị Phượng đã cho biết, lớp của con chị học có 6 bạn bị nhiễm nên từ học trực tiếp, các em đều chuyển hết thành học online. Cô con gái 11 tuổi của chị Phượng sau khi mắc Covid-19 có vài triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, vì lo lắng cho con và muốn chăm sóc bé chu đáo, chị cũng đã xin nghỉ hẳn ở nhà. Bé khi nhiễm nCoV khá tâm lý, lại bị mất vị giác và khứu giác cho nên ăn uống không tốt. Chỉ khi ở gần với mẹ thì mới được trấn an và bình tĩnh. Tốn hàng triệu tiền mua kit test. Ngoài việc phải thay đổi lịch làm việc, xin nghỉ phép, nhiều gia đình có con đang là F0, F1 cũng phải thường xuyên tự test nhanh tại nhà. Với không ít bậc phụ huynh, tiền mua kit test nhanh tốn tiền triệu mỗi tuần là khoản tiền đáng kể trong chi tiêu. Anh Thanh Sơn đã cho biết, từ lúc bắt đầu mùa dịch thì gia đình đã thường trữ khoảng 10 que test nhanh tại nhà và sẽ tự kiểm tra khi cần thiết. Tuy nhiên, từ khi con trai của anh đi học trở lại thì anh Sơn và vợ phải liên tục chi tiền mua kit test nhanh, cồn sát khuẩn và các gói xông. Anh Sơn cho biết, từ đợt dịch đến giờ, ngoài tiền mua cồn sát khuẩn hoặc là thuốc men dự trữ, gia đình tôi phải tốn nhiều tiền mua que test nhanh. Vật tư y tế thì đâu có xài tiền tiết kiệm được. Trao đổi với báo Xin, chị Khánh Vân, 37 tuổi ở quận Gò Vấp đã cho biết gia đình của chị có 6 thành viên nên phát sinh tốn kém nhất là mua kit test. Chị Vân đã nói, từ lúc tôi đi làm, cứ 5 ngày cả nhà test một lần. Khi con quay lại trường học,
Chồng tôi bảo 3 ngày lại test chị yên tâm, vì ông bà đã lớn tuổi, nếu có dương tính cũng sẽ phát hiện sớm và dễ điều trị chăm sóc. Chị cũng đã được hàng xóm chị mua que test ở chợ thuốc giá sĩ trên đường Nguyễn Thanh Giản, quận 10, với giá là mỗi cái rẻ hơn khoảng 15.000 đồng so với mua ở các hiệu thuốc lớn. Song chị Vân vẫn trung bình mỗi tuần, gia đình vẫn tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng tiền mua kit test. Chị Vân cũng đã được một số phụ huynh khác chia sẻ về việc là test mẫu gộp để đỡ tốn kém. Tuy nhiên, que test riêng khá khó mua và không đồng bộ cho nên chị đã từ bỏ ý định này. Chị Vân nói, tính nhẩm thì mỗi tháng gia đình của tôi tốn từ 4 đến 5 triệu đồng mua test nhanh. Con tôi giờ lại sợ ám ảnh thêm mỗi lần test vì cảm giác đau mũi lại test quá nhiều. Nhưng giờ vẫn phải chịu thôi. Làm sao để mua được thuốc Monopiravir kịp thời? Nơi buộc có toa, nơi vô tự bán. Thú vị, tính đến ngày 27 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 39.480 ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Nhưng đây chỉ mới là con số F0 có khai báo, vẫn còn một lượng F0 không nhỏ đã không khai báo và đã tìm mua thuốc Monopiravir tự điều trị. Theo chị G, ngụ ở thành phố Thủ Đức đã cho biết, tham gia một group nhóm trên Facebook. Trên nhóm này thì có giới thiệu một nhà thuốc bán thuốc Monopiravir để kèm theo điều kiện là có toa của bác sĩ. Tuy nhiên người quen nhờ mua nên chị chạy đến nhà thuốc mua hai lần, tổng cộng là 10 hộp, 290.000 đồng một hộp mà không phải trình giấy tờ gì. Theo đại diện một trung tâm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân mắc COVID-19 thì phải khai báo để trạm y tế xuống xem, nếu đúng chỉ định thì cấp thuốc Monopiravir. Hiện thuốc ở quận nhiều, nếu hết thuốc thì bác sĩ trạm y tế mới cho toa ra nhà thuốc mua. Tuy nhiên, vị này cũng đã thừa nhận F0 hiện nay cũng đông, nên việc tiếp cận là có chậm. Về chuyện vì sao thuốc lọt ra ngoài, thì đại diện một công ty sản xuất thuốc Monopiravir tại Việt Nam đã cho biết, với quy mô công ty sản xuất thì không thể bán lẻ. Công ty chỉ bán cho nhà phân phối, nhà thuốc có hợp đồng đàng hoàng, rất có thể thuốc được bán tự do từ nhà thuốc. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, hiện Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 37.000 liều Monopiravir, nhưng là thuốc thuộc lô nghiên cứu trước đó. F0 đã sử dụng là người có triệu chứng, có tờ khai và phải ký cam kết sử dụng, theo dõi sử dụng thuốc, trong khi thuốc này hiện đã sản xuất và tung ra thị trường. Trước tình hình một số nhà thuốc cũng như là nhiều người rao bán thuốc Monopiravir tự do, đại diện một công ty sản xuất thuốc đã cho rằng cần phải nghiên cứu xem có cần thiết để bán thuốc Monopiravir là phải có toa của bác sĩ hay không. Bởi lẽ không có ai không mắc bệnh mà lại đi mua thuốc này uống. Còn theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhà nước đã cung cấp toàn bộ thuốc. Nếu muốn COVID-19 là bệnh thông thường để người bệnh tự mua thuốc điều trị thì Bộ Y tế phải ban hành quy định COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, vào các ngày 24 và ngày 25 tháng 2, chỉ cần sáo canh các nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể dễ dàng hỏi mua thuốc Monopiravir, Made in Việt Nam và kiểm tra hàng trước. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 2, một số nhà thuốc đã tỏ ra dè dặt, yêu cầu phải có giấy chứng nhận F0 hoặc là toa thuốc bác sĩ kê. Ngoài ra, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội cũng đã rao bán thuốc điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất, với giá từ 450.000 đồng đến 600.000 đồng một hộp. Có người rao bán với giá là 930.000 đồng một hộp. Ai chịu trách nhiệm vụ cano chở 39 người bị lật tại Hội An? Thú vị, vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông do ông Lê Sen đã làm thuyền trưởng vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào cửa Đại thì đã bị lật. Lúc gặp nạn thì cano đã chở 39 người, bao gồm 3 thuyền viên và 36 khách. Đến sáng ngày 27 tháng 2 thì cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 37 nạn nhân, trong đó có 15 người đã tử vong, 2 người còn mất tích. Vụ việc này ai sẽ chịu trách nhiệm với gia đình của các nạn nhân? Thạc sĩ luật học Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa đã nhìn nhận đây là một vụ việc đau lòng, gây thiệt hại lớn về tinh thần, sức khỏe cũng như là tính mạng của những hành khách trên tàu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của người lái cano, chủ phương tiện cùng với những người liên quan. Về trách nhiệm dân sự, ông Giáp đã cho biết, cano là một phương tiện vận tải thủy nội địa do một tổ chức sở hữu rồi giao cho nhân viên vận hành.
Trường hợp xác định có lỗi trong quá trình vận hành thì khi xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người khác, việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ thuộc về chủ sở hữu phương tiện. Với trường hợp này, công ty Phương Đông, thuyền trưởng cùng với những người liên quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân trên cano. Đồng quan điểm, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình đã cho rằng, trường hợp được xác định có lỗi, phía công ty Phương Đông cùng với những người liên quan có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo Bộ luật dân sự 2015. Ngoài ra, quá trình xác minh, nếu xác định được vụ việc có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an có thể khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra xử lý theo quy định. Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố lời khai, xác định trách nhiệm của lái tàu. Nếu có căn cứ nhận định lái tàu này có hành vi chủ quan, cẩu thả, không lường trước được các yếu tố khách quan dẫn đến thiệt hại, thì người này có thể bị khởi tố về tội danh nêu trên. Với tình tiết định khung làm chết từ 3 người trở lên thì mức án tối đa sẽ là 15 năm tù. Trường hợp lái tàu bị xử lý hình sự, công an sẽ xem xét tiếp trách nhiệm của những người quản lý phương tiện thuộc công ty Phương Đông. Nếu xác định họ biết cano không bảo đảm điều kiện vận hành hoặc là biết ông Sen không đủ điều kiện để điều khiển nhưng vẫn cho phép phương tiện hoạt động thương mại thì những người này có thể bị xử lý hình sự về các tội danh theo những điều 274, 275 hoặc là 276 Bộ luật hình sự 2015. Nếu xác định vụ kiện xảy ra hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, thuyền trưởng cano sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giá xăng tiếp tục tăng vào ngày mai. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 3, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương đã cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 24 tháng 2 đã tăng nhẹ so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, bình quân xăng RON92 có giá là 110,53 đô la Mỹ một thùng. Giá xăng RON95 ở mức là 113,36 đô la Mỹ một thùng. Theo Xin đã đưa tin, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, vào tuần qua là tuần biến động mạnh của giá dầu thô khi tăng lên cao nhất trong hơn 7 năm qua, vượt mốc là 100 đô la Mỹ một thùng sau khi Nga đã tấn công Ukraine. Kỳ điều hành vào ngày 1 tháng 3, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng khoảng là từ 200 đến 300 đồng một lít, dầu 150 đến 250 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc là tăng chia quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể đi ngang hoặc là chỉ tăng nhẹ. Nếu đúng như dự báo thì giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp. Nếu đúng như vậy thì giá các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ có giá tăng lần thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Sau kỳ điều chỉnh vào ngày 21 tháng 2, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là phía Nam đã cho biết, vẫn còn tình trạng thiếu hụt tạm thời xăng RON95 và nguồn cung vẫn chưa ổn định. Từ ngày 15 tháng 3, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã có kế hoạch sẽ chạy 85% công suất từ đầu tháng 4 và sẽ chạy đủ là 100% công suất. Dự kiến vào tháng 3, nhà máy cung cấp khoảng 80% so với kế hoạch theo tháng, tức là có 540.000 đến 680.000 mét khối. Tuy nhiên, nhà máy chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5. Đặc biệt là sau tháng 5, chưa rõ là sẽ có khả năng duy trì sản xuất. Theo đó, Bộ Công Thương đã giao 10 công ty đầu mối nhập khẩu thêm 2,4 triệu mét khối xăng dầu các loại trong quý 2, nhằm để bảo đảm nhu cầu xăng dầu trong nước. Đến hết quý 4 năm 2021, số quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỷ đồng, nhưng có hơn 10 doanh nghiệp âm quỹ. Thậm chí là một số doanh nghiệp âm quỹ lớn như là Tổng Công ty Dầu Việt Nam BVOI âm nặng nhất với 815,33 tỷ đồng. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex là âm 110 tỷ đồng. Tại kỳ điều hành vào ngày 21 tháng 2, giá xăng dầu E5 RON92 trong nước đã tăng 961 đồng một lít lên 25.531 đồng một lít. Còn RON95 tăng 965 đồng một lít lên 26.285 đồng một lít. Hiện giá bán lẻ xăng RON95 đã vượt đỉnh lịch sử và xác lập kỷ lục mới. Kính thưa quý vị, một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.